Thế xin lấy đồ của chị Hăng cho chị Hăng, Hăng mà đeo cái đó cô đi. Ồ, dễ thương chưa? Con có cái đó của chị Hăng hả? I have purple. Màu tím, màu purple là màu tím mà không? No, pink. I have red and purple. I have red and purple. Ừ. Cái gì xin nói, bà ngoại ơi. Bà ngoại ơi. Con thương bà ngoại lắm. Thương bà ngoại lắm. Ừ. Ông ngoại ơi. Ông ngoại ơi. À, ít bữa con về thăm ông ngoại. Ông ngoại. Thằng Hân nha, Hân nói gì cho bà ngoại không? Hân còn nhớ bà ngoại không? Dạ. Ừ. Ừ. Con hỏi bà ngoại khỏe không? Bà ngoại khỏe không? Ừ, con khỏe. Con khỏe. Ừ, con cười. Con có thương em không? Dạ. Ừ. Jason có thương chị Hân không? Dạ. Ờ, Jason đưa cái màu cái hoa đó cho chị Hân đeo thử ta coi. Kêu chị Hân đi, chị Hân. Chị Hân. Rồi. Số đồ của chị Hân mà con cứ đeo vậy. Ồ. Rồi, chị Hân đeo cái màu hoa hồng đẹp chưa? Dễ thương. Kéo cái hoa lên cả che mắt ra. Thế mà cái bàn học mà tùm lum đồ vậy cả. Ồ, bể bối quá, coi chừng bị bà ngoại la đó. Ừ.